Chào mừng các bạn đã đến với bản tin ngày 5 tháng 1. Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những cập nhật mới nhất liên quan đến nhiều câu lạc bộ tên tuổi cùng kết quả thi đấu của một số trận cầu đáng chú ý. Bên cạnh đó, đề cử danh hiệu cầu thủ và huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 12 của giải Ngoại hạng Anh cũng sẽ xuất hiện ngay sau đây. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, hãy cùng mình bắt đầu ngay bây giờ. Newcastle cân nhắc thay tướng. Sir Tim Darcliffe tạo ấn tượng tốt. Jose Mourinho cam kết tương lai với AS Roma. Phải đến làm khách trên sân của Las Palmas ở vòng 19 La Liga và Barcelona đã trải qua một cuộc đấu không hề dễ dàng. Ngay phút thứ 12, ông lớn xứ Catalan đã để đội bạn chọc thùng lưới và hoàn toàn bất lực với việc gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Mọi chuyện sau đó chỉ thay đổi sau giờ nghỉ khi Ferran Torres lên tiếng để đưa cuộc đấu về lại thế cân bằng. Thời gian sau đó đã diễn ra đầy hấp dẫn khi Barcelona có bàn thắng ở phút bù giờ để giành trọn vẹn 3 điểm với tỷ số 2-1. Chỉ phải gặp đối thủ yếu Salernitana ở vòng 16 đội Coppa Italia, nhưng Juventus lại bất ngờ để thủng lưới trước ngay phút thứ nhất. Thế nhưng nhờ chất lượng đội hình vượt trội thì lão bà thành Turin đã gỡ hòa không lâu sau đó. Không những vậy, Andrea Cambiaso được còn lên tiếng ở phút 35 để giúp Juventus bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Nửa sau cuộc đấu ghi nhận việc lão bà thành Turin có thêm 4 bàn thắng nữa để có vé vào vòng tứ kết với chiến thắng chung cuộc 6-1. Sir Tim Darcliffe cùng người cộng sự Sir Steve Bradford vừa tiến hành một cuộc họp với toàn thể nhân viên của Manchester United và tín hiệu thu được là tương đối tích cực. Nguyên nhân là bởi phần đông cảm thấy thích thú với kế hoạch của tỷ phú người Anh. Thậm chí chính huấn luyện viên Erik Ten Hag trong buổi phỏng vấn cũng cho biết bản thân đã có một cuộc gặp kéo dài với đại diện Ineos và nó diễn ra rất tích cực. Cụ thể, chiến lược gia người Hà Lan tiết lộ giữa các bên có cùng quan điểm ở nhiều vấn đề và cuộc trao đổi mang tính xây dựng cao. Qua là những cập nhật vui với các fan Manchester United khi cuộc cách mạng của Sir Tim Darcliffe dường như đã bắt đầu. Newcastle đang trong giai đoạn khủng hoảng khi gặp liên tiếp những kết quả bất lợi trên các đấu trường. Điều này khiến trích chòe cân nhắc một quyết định gây sốc là sa thải Eddie Howe. Tất nhiên, đội bóng vùng Đông Bắc cũng đã có sẵn một phương án thay thế cực kỳ chất lượng là huấn luyện viên Vicente Sanchez. Được biết, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang gây ấn tượng mạnh khi giúp Girona đứng thứ hai tại La Liga. Tuy vậy, không dễ để Newcastle có thể tiếp cận được một cái tên hot như Sanchez khi ông thầy xứ đỏ bò gần đây cũng đã lắc đầu trước lời mời từ Lyon. Do vậy, có thể trích chòe sẽ cho Eddie Howe thêm cơ hội trước khi có quyết định chính thức. Dù đã dẫn dắt nhiều tập thể nhưng Jose Mourinho vẫn đặc biệt ấn tượng với những tình cảm mà các fan AS Roma dành cho mình. Điều này ý nghĩa đến mức chiến lược gia lão làng đã thông báo với người đại diện không cần tiếp xúc với bất kỳ đội bóng nào khác khi ông vẫn đang làm việc ở đại diện nước Ý. Thậm chí người đặc biệt còn thể hiện sự tin tưởng với chủ sở hữu của AS Roma bằng cách thông báo cho họ khi nhận được lời mời từ tuyển Bồ Đào Nha hay các câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út. Khó có mối quan hệ nào bền chặt hơn thế. Và có lẽ Jose Mourinho sẽ còn nhận được rất nhiều sự yêu quý từ các fan của Roma trong tương lai. Vào đêm nay thì Tottenham sẽ đụng độ Burnley trong khuôn khổ Cup FA trước khi cuộc đấu diễn ra. Thiếu huấn luyện viên Ange Postecoglou đã cập nhật tình hình các bệnh binh qua phát biểu: "James Maddison chưa tập luyện cùng cả đội và tôi không biết khi nào cậu ấy sẵn sàng. Trong khi đó Alejo Velez sẽ ngồi ngoài vài tháng vì dính chấn thương nặng. Cậu ấy đã bị tổn thương dây chằng chân phải." Quả là những cập nhật kém vui dành cho các fan của gà trống, khi khả năng cao là bộ đôi kể trên cũng sẽ vắng mặt luôn ở đại chiến với Manchester United cuối tuần sau. Đến hẹn lại lên thì ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vừa công bố bản đề cử cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12. Theo đó, 8 ngôi sao nổi trội sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để tìm ra người chiến thắng. Cụ thể, Trent Arnold-Son Heung-min cùng Cole Palmer là cầu thủ có những đại diện thuộc Big Six có mặt trong danh sách đề cử. Bên cạnh đó là 5 cái tên đã có phong độ tốt trong tháng 12 là Matheus Cunha, Mohamed Kudus, Michael Olise, Marco Senesi và Dominic Solanke. Do từng người đều có thành tích nổi trội riêng nên khá khó cho các fan trong việc dự báo người được vinh danh sau cùng. Bên cạnh cuộc đua của các ngôi sao thì ban tổ chức EPL cũng đã công bố đề cử cho giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 12. Theo đó, với việc giúp Liverpool dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh thì Jurgen Klopp đang là cái tên nhận được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, ông thầy người Đức sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với 3 người đồng nghiệp cũng có kết quả nổi trội thời gian gần đây là Unai Emery, David Moyes và Adoni Iraola.
Kylian Mbappe cùng Lionel Messi đã có khoảng thời gian là đồng đội ở Paris Saint-Germain và điều này để lại cho thủ quân tuyển Pháp ấn tượng sâu đậm. Do đó, trong buổi phỏng vấn mới đây thì chân sút xứ Lục Lăng đã dành thời gian tri ân người đồng đội cũ bằng phát biểu: "Đối với một cầu thủ tấn công như tôi, một người thích tận dụng khoảng trống thì khi thi đấu cùng Messi, tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ nhận được bóng. Đó là một điều xa xỉ mà hầu như chỉ có anh ấy mới có thể mang lại. Chơi bóng cùng Messi thật đặc biệt." Dường như thích thú cuộc sống ở Tây Á nên Cristiano Ronaldo vừa quyết định xuống tiền để mua một biệt thự ở Dubai. Được biết, dinh thự mới của CR7 nằm trên một khu vực có biệt danh là đảo tỷ phú. Theo đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ nhận biệt thự trong năm nay và các fan thực sự chờ đón việc chứng kiến độ xa xỉ và hoành tráng của nó. Manchester United sắp gặp Wigan ở FA Cup và thủ môn Andre Onana khả năng cao vẫn có mặt ở cuộc đấu kể trên. Thông tin vừa rồi đã được huấn luyện viên Erik ten Hag xác nhận trong buổi họp báo mới đây. Tuy nhiên, về chủ đề liệu cầu thủ người Cameroon có thể ra sân trong đại chiến với Tottenham hay không thì thuyền trưởng Quỷ Đỏ vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Nguyên nhân là bởi Manchester United vẫn đang trong quá trình đàm phán với Liên đoàn bóng đá Cameroon để có thể nhận sự đóng góp của Onana trong trận cầu với Tottenham. Rudiger đang thể hiện được vai trò của mình tại Real Madrid và với nhiều chuyên gia thì ngôi sao người Đức nằm trong số những cầu thủ giỏi nhất ở vị trí của mình. Thậm chí Mesut Ozil còn mới tán dương tuyển thủ Demon Trap bằng những lời nhận xét. Bạn có thể hỏi Haaland hay Osimhen xem Rudiger giỏi đến mức nào. Cậu ấy chính là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với Chelsea sau khi Rudiger rời đi khi họ đang nhớ cậu ấy mỗi ngày. Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Liên đoàn bóng đá Argentina và Ý để hai ông lớn của làng Túc Cầu có thể gặp nhau vào tháng 3 tới. Cụ thể, nếu được thông qua thì hoạt động trên sẽ diễn ra tại Mỹ và đây là thông tin đang thu hút nhiều sự chú ý. Được biết, sau khi cùng Italia giành quyền giữa Euro 2024 thì huấn luyện viên Luciano Spalletti đã tuyên bố muốn có những trận giao hữu chất lượng. Do đó, nhà vô địch thế giới 2022 sẽ là đối thủ đáp ứng đủ yêu cầu của thuyền trưởng Azzurri. Chiến thắng trong trận chung kết siêu cúp Pháp của Paris Saint-Germain đã phải trả một cái giá không hề rẻ khi ngôi sao Milan Skriniar gặp chấn thương. Việc này khiến cầu thủ người Slovakia chắc chắn phải ngồi ngoài trong vài tuần. Thậm chí nếu các cuộc kiểm tra kỹ hơn đem đến cập nhật tiêu cực thì Milan Skriniar còn phải phẫu thuật mắt cá chân. Mọi chuyện còn đáng nói hơn khi khả năng cao là ngôi sao thuộc biên chế Paris Saint-Germain sẽ không thể tham dự cả hai lượt trận ở vòng 16 đội Champions League khi câu lạc bộ chủ quản chạm trán Real Sociedad. Đây chắc chắn là đòn đánh mạnh vào tham vọng đi tiếp của ông lớn nước Pháp khi họ đang rất cần một màn trình diễn tốt sau khi đang chơi không quá hay ở vòng bảng. Paris Saint-Germain vừa vô địch siêu cúp Pháp sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ Toulouse. Tuy vậy, thay vì dành thời gian để tán dương bản thân, huấn luyện viên Luis Enrique đã rất tinh tế nhắc đến người tiền nhiệm Christophe Galtier bằng phát biểu: "Chúng ta phải nhớ đến và tri ân cựu huấn luyện viên Christophe Galtier của Paris Saint-Germain. Ông ấy đã vô địch mùa giải trước để câu lạc bộ đủ điều kiện tham dự trận đấu này. Cũng nhờ ông ấy mà tôi mới có thể giành được cúp vô địch năm nay." Vào cuối tuần này thì Arsenal sẽ đại chiến Liverpool trong khuôn khổ Cúp FA. Ngoài các câu chuyện liên quan đến chuyên môn thì đại diện thành London vừa có một cập nhật đáng chú ý khác về cuộc đấu vừa nêu. Theo đó, pháo thủ sẽ ra sân trong trang phục toàn màu trắng như một phần của chiến dịch No More Red hợp tác với Adidas. Được biết, mục đích của chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức về tội phạm, dùng dao và bạo lực trong giới trẻ London. Đã lâu không xuất hiện nhưng Eder Militao vẫn có cách để tạo ra sự chú ý lớn đối với người hâm mộ. Theo đó, hậu vệ người Brazil vừa sắm cho mình một bộ răng Green làm từ kim loại quý và không quên khoe hình ảnh với người hâm mộ. Ở chiều ngược lại thì các fan cũng dành khá nhiều lời khen cho món trang sức răng đắt tiền của Militao. Ngoài là một cầu thủ nổi tiếng thì Sadio Mane còn gây ấn tượng mạnh bằng rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, trụ cột Anas vừa xây dựng một sân vận động bóng đá tại Senegal và đây chỉ là một trong chuỗi các đóng góp không ngừng nghỉ của tiền đạo này dành cho quê hương. Cụ thể, trước đây thì Mane đã từng xây dựng một số trường học, bệnh viện và cung cấp các nguồn lực thiết yếu cho đất nước của mình. Chỉ khoảng một năm từ đợt thay logo trước thì Aston Villa đã chuẩn bị đổi nhận diện của mình một lần nữa. Thậm chí thiết kế được đồn đoán là logo mới của đội chủ sân Villa Park cũng đã xuất hiện trên truyền thông với phần vòng tròn được loại bỏ. Ấn phẩm này hiện nhận rất nhiều sự bàn luận của các fan về tính xấu đẹp và có thể sắp được sử dụng chính thức. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Đừng quên cập nhật liên tục các cập nhật nóng hổi về làng Túc Cầu trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn một ngày may mắn và bình an.